Xin chào, mình là Nguyễn Công Trình và đây là cái giáo trình của giải phẫu của trường Học viện Quân y, và mình hiện tại đang học y sinh tại trường ICTU. Tuy nhiên, mình muốn mở rộng cái lượng kiến thức mà được học tại trường đấy, đồng thời để giúp hiểu hơn những cái vấn đề mà khúc mắc mà cái giáo trình tại trường mình nó không đầy đủ, thì hôm nay sẽ tìm hiểu về cái phần chương thần kinh. Cái chương này là theo đánh giá của cô giáo giảng viên dạy trên trường mình là nó khá khó, vì vậy mong mọi người tập trung chú ý và chúng ta sẽ lướt qua với hai phần. Phần đầu tiên, hình thể ngoài của tủy sống, thân não và tiểu não. Thì về đại cương, hệ thần kinh trung ương gồm là tủy sống và não. Não gồm có hoành tủy, tức là hành não, cầu não, trung não, giang não, tiểu não, hai bán cầu của đại não. Thì người ta thường ví thân não để đặt tên cho tập hợp chung các phần của não là hành, cầu, trung và giang não. Tuy nhiên, khái niệm thân não theo các nhà lâm sàng thì chỉ gồm ba phần của não, đó là hành não và cầu não thôi. Còn trung não, tức là các bộ phận này nhiều khi có nhiều hội chứng tổn thương chung. Hệ thần kinh trung ương thì có phần rỗng ở bên trong, ống não tùy chứa dịch não tùy ở từng phần của hệ thần kinh trung ương. Ống não tùy có tên riêng của nó, tức là ống nội tùy ở giữa tủy sống, não thất bốn, tức là ở giữa hành, cầu và tiểu não, cống cvs ở giữa trung gian não, não thất ba thì ở giữa giang não, hai não thất bên thì là ở hai trong hai bán cầu của đại não. Các phần này của ống não tủy thì thông với nhau nên dịch não ở tủy nơi này chảy sang nơi khác. Phần 2 chúng ta cần tìm hiểu đó là tủy sống và các dây thần kinh sống. Tủy sống, vị trí của tủy sống ở đâu? Tủy sống là nó nằm bên trong ống sống, kể từ gốc đội C1 đến đốt thắt lưng 2 và 3. Ở trẻ con thì tủy sống xuống thấp hơn, đầu dưới ở mức L3. Ống sống to hơn ở ống tủy sống, đường kinh của ống tủy chỉ bằng 3 phần 4, 3, 3 phần 5 đường kinh của ống sống. Xung quanh tủy sống có màng tủy, tổ chức mỡ và các búi tĩnh mạch bao bọc. Ở đoạn cong của cột sống, tủy sống đi theo đường ngắn nhất, tức là đường dây cung của đoạn cong đó. Đây là cái tủy sống này. Ở hình đầu tiên mà chúng ta nhìn vào mặt trước, còn B là chúng ta nhìn vào mặt sau. Đối với nhìn vào mặt sau thì màng tủy thì cứng và màng nhện được gạt ra, màng nuôi được bóc đi, và là đa số các dây thần kinh đốt sống cổ, ngực, lưng cùng. Thì chúng ta chia làm hai phần, đoạn phình là đoạn đoạn bình thường, đoạn phình cổ. Cái thứ hai là các hạt gai này, cái số 2 đừng mình phóng to lên các bạn thấy. Đây, vị trí số 2 là các đoạn phình gai, hạt gai này. Ở cái 3 tức là màng tủy cứng. Cái thứ 4 tức là phình thắt thắt lưng. Cái thứ 5 chính là nón cùng, và cái thứ sáu chính là đuôi đuôi ngựa. Và hình thể bên ngoài thì tủy sống tròn dẹt màu xám, độ dài 45 cm, có chỗ hai chỗ phình, đoạn phình cổ tương ứng với đám rối thần kinh cổ và đám rối thần kinh cánh tay. Phần thắt lưng thì tương ứng với đám rối thần kinh thắt lưng. Tủy sống có hai đường cong cổ, đường cong lưng như cột sống. Tủy sống có hai rãnh, rãnh trước sâu và rộng, rãnh sau thì chỉ có một khe hẹp dọc theo mặt bên của tủy sống. Ở hai bên rãnh trước và rãnh sau thì có các rễ trước và rễ sau của thần kinh sống thoát ra. Nơi thoát ra của các rễ còn là rễ bên trước và rễ bên sau của tủy sống. Hai rãnh giữa và rãnh phân chia của tủy ở nửa bên tủy sống thành ba cột, cột trước ở giữa rãnh trước và rễ trước, cột sau ở giữa rãnh sau và rễ sau, cột bên tức là ở giữa rễ sau và rễ trước của mặt bên của tủy.
đầu dưới tủy sống nhọn và hình nón cùng, ở đầu nón cùng có dây cùng và đi từ nón cùng đến xương cùng, dọc theo các dây thần kinh tủy sống. Đây là một dây thần kinh sống thì gồm có hai rễ, rễ trước hay gọi là rễ vận động, rễ sau hay gọi là rễ cảm giác. Rễ cảm giác thì có các hạt gai và hai rễ chập lại với các dây thần kinh sống. Trong bên ngoài hạt gai là những phần to ra của dây thần kinh sống. Hạt gai là tập hợp các thân tế bào thần kinh cảm giác hình chữ T. Cực tế bào này thoát ra hai nhánh, nhánh dài đi theo dây thần kinh sống đến cơ quan nhận cảm, ví dụ như là da, bào khớp, gân, cơ, thanh ngăn đi với rễ sâu của trong tủy sống. Dây thần kinh sống chui qua lỗ gác hay là lỗ gian đốt ở hai bên cột sống để ra ngoài. Dây thần kinh sống thì chia làm hai ngăn, hai ngàn ngàn sâu thì đi ra ở phía sau để vận động các cơ rãnh sống và cảm giác của vùng da, gân cột sống. Ngàn trước thì họp lại với các thân của đám rối như đám rối cổ, đám rối cánh tay, đám rối thắt lưng, đám rối cùng, đám rối cột. Ở vùng lưng thì các ngàn trước được gọi là các dây thần kinh gian sườn. Mỗi đoạn tủy thì có một đôi thần kinh sống, dây trước và dây phải. Mỗi đoạn tủy chi phối một vùng cơ thể, ở vùng cảm giác, vận động cũng như thực vật. Các tứ chi, mỗi đoạn tủy chi phối nhóm cơ tương ứng với một chức phận. Hiện nay thì có các hiện tượng phân bố thần kinh dọc theo các khúc, đó là di tích còn tồn tại của sự phân đốt và các động vật cấp thấp. Đây, chúng ta nhìn vào cái sơ đồ khúc tủy, nhìn bên trước và nhìn bên, chúng ta thấy bên ngoài nó là chất trắng, bên trong nó là chất xám. Ở vị trí số 3 tức là ống nội tủy thì ở bên trong, các chất sừng trước thì ở ở hai bên, các chất sừng sau thì ở phía sau. Các vị trí số 8 là các hạt gai, vị trí số 8 các hạt gai, vị trí số 9 là các dây thần kinh sống. Đấy. Vị trí 13 là các cột trước, 13 là các cột trước, 14 là các cột bên. Như vậy có 31 đôi dây thần kinh sống, bao gồm là 8 dây thần kinh sống cổ, 12 dây thần kinh sống ngực, 5 dây thần kinh sống thắt lưng, 5 đôi dây thần kinh sống cùng, 1 dây thần kinh sống cụt. Ở những đoạn thì cổ trên thì các dây thần kinh sống đi ngang vì lỗ ghép tương ứng với lỗ phát sinh của các rễ ấy. Càng ở phía trước thì các rễ dây thần kinh sống càng đi chết vì dây chui qua lỗ ghép ở cách xa nên phát sinh ở các rễ ấy. Do đó đoạn ở bên trong ống sống của dây thần kinh các rễ càng ở dưới thấp thì càng dài. Khi mà bị gãy đốt sống cổ, bị gãy đốt sống ấy, thì muốn biết đoạn tủy mà bị tổn thương, người ta thường tính theo cách sau đây. Ở vùng cổ thì người ta sờ móng gai, tức là cộng thêm một, thì cộng thêm một. Ví dụ sờ gãy ở C6 thì đoạn tủy tổn thương sẽ là C7. Ở nửa trên cột sống thì thêm một đến đốt sống cổ, đốt sống T6 thì cộng thêm hai, tức là gãy ở T5 thì đoạn tổn thương sẽ là T7. Ở đoạn đoạn dưới cột sống T7 đến T11, thần 11 tức là cộng thêm 3, tức là ví dụ đoạn tổn thương ở 9 ta sẽ cộng thêm ở 12, thêm 12 bị tổn thương. Móng gai thêm 12 ở khoảng liên liên gai ngay ở dưới liên quan đến đoạn tủy cùng. Ở trong ống sống thì từ đốt sống thắt lưng 2 trở xuống, các dây thần kinh sống sẽ trùng lại ở đuôi ngựa từ L2 đến S3. Khi chọc ống sống để lấy dịch não tủy thì người ta thường chọc ở L3 trở xuống. Thông thường người ta chọc qua khe móng gai L4 đến L5. Hành não hay là não tủy đó. Hành não là phần dưới của não liên tiếp ngay ở tủy sống. Đấy. Hành não là phần rất quan trọng của hệ thần kinh trung ương, vì hành não là nơi tập trung trung khu sống của cơ thể, như trung khu hô hấp,
tuần hoàn bài tiết nhai nuốt nôn mửa ho hắt hơi chớp mắt chuyển hóa vận mạch. Và ngoài ra thì hành não là nơi tập là nơi mà các đường truyền cảm giác từ tủy sống lên các đường truyền vận động từ trên xuống đều qua nó. Hành não có độ dài 3 cm và trong ống sống hành não chui qua lỗ chậm trong hộp sọ bé bể gấp 160 độ về phía trước trong rãnh nền. Ranh giới giữa ranh hành não và tủy sống thì không rõ, trái lại thì giữa hành não và cầu não có rãnh cầu. Hành thì rất rõ, hành não có 4 mặt. Mặt trước thì có mặt trước như cái hình ba đây. Hình ba ta sẽ thu nhỏ để quan sát. Mặt trước hành não, cầu trung não. Mặt trước thì ta sẽ thấy là mặt trước có rãnh giữa liên tiếp giữa hai rãnh trước khe tủy sống. Ở rãnh này thì nơi giới hạn của tủy sống và hành não bắt chéo của hai bó thắt. Ở hai bên rãnh thì có hai cột thắt trước liên tiếp với cột trước của tủy sống. Ở hai mặt bên thì liên tiếp của hai cột bên của tủy sống. Nửa bên có trám hành và trong rãnh thì có trám hành ba dây thần kinh sọ não, dây thiệt hầu tức là dây số 9 và dây phế vị, dây số 10, dây gai dây số 11 và dây rã rãnh trước trám thì có dây số 12. Mặt sau phần này các bạn tự đọc. Rãnh trước cầu hành thì rãnh trước cầu hành thì giới hạn trên hành não từ trong ra ngoài với ba đôi dây thần kinh, đôi dây vận ngã ngoài, dây số 6, đôi dây mặt và dây gian, dây số 7 và dây số 7 phụ, dây thính giác thì dây số 8 ngoài cùng. Cầu não là nằm ở trên hành não, ở trung gian não, ở rãnh cầu cuốn. Cầu não là trên rãnh nền của xương chậm. Cầu não có 4 mặt. Ở đây chúng ta quan sát chúng ta thấy này, vị trí số 1 là khe thì đặt giữa, vị trí số 4 là tam giác giác khứu, và vị trí số 21 là rễ trước của dây cổ cổ một, vị trí 21 này rễ trước dây cổ một, vị trí 31 là thập hành, vị trí 31 là thập hành, 31 đâu đây, 31 đây, thập hành đấy. Vị trí số 36 là bộ chéo của cầu não. Bộ chéo của cầu não. Rồi. Còn về cầu não thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần sau. Ở trong phần này, phần thứ nhất chúng ta tìm hiểu đến đây là kết thúc.